tiếp tục đến với tiết học âm nhạc thứ 6. Hoạt động 1, các em sẽ ôn lại bài cũ. Hình ảnh trên có liên quan đến một bài hát đã học. Em hãy cho biết tên bài hát và tên tác giả. Đây là bài hát ngày đầu tiên đi học của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và lời thơ Viễn Phương các em đã học ở tuần trước. Trước khi ôn bài, cô sẽ ôn lại một số kiến thức cũ để các em hát được tốt hơn. Có hai chỗ cần để ý nhiều là sau chữ tha là hình nút trắng chấm vôi và hai dấu lặng. Các em sẽ ngưng 3 phách, nghỉ 2 phách. Sau khi hát xong chữ tha, các em sẽ đếm nhẩm trong đầu 2, 3, 1, 2, rồi mới hát tiếp chữ ngày. Và chữ về kết bài là nút trắng chấm vôi nối với nút đen. Các em sẽ ngưng 4 phách, nghỉ 2 phách. Nếu các em gõ phách hoặc vỗ tay, kết bài các em sẽ gõ 2 phách để kết thúc cho đều. Chúng ta sẽ bỏ bớt ô nhịp cuối cùng. Và lưu ý thứ hai, luyến hoa mỹ chữ ngờ các em sẽ hát thành em bây giờ cứ ngỡ. Và chỗ học các em sẽ hát ngày đầu tiên đi học. Bài hát thể hiện tình cảm nhẹ nhàng tha thiết, nên khi hát các em cần thể hiện tính chất của bài hát. Cô mời các em bắt đầu ôn bài hát kết hợp với vỗ tay theo nhịp. Các em hãy quan sát bức tranh là trò chơi dân gian gì? Đây là bức tranh dân gian chơi đu. Chơi đu là một trò chơi dân gian của người Việt, được dùng trong các dịp lễ hội. Cây đu được trồng bởi những cây tre dài, vững chắc được sức chịu nặng của người đu. Qua trò chơi này, nhạc sĩ Mộng Lân đã sáng tác ra bài tập độc nhạc chơi đu. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng học bài. Tiết 23 ôn hát ngày đầu tiên đi học, tập độc nhạc số 7, chơi đu. Cô mời các em cùng tìm hiểu bài tập độc nhạc. Bài tập độc nhạc viết ở nhịp mấy? Nhịp 3-4. Bài có 16 ô nhịp, chia thành 4 câu. Chúng ta cùng ôn lại định nghĩa nhịp 3-4. Nhịp 3-4 có 3 phách cho mỗi ô nhịp, trường độ mỗi phách là một hình nốt đen. Phách 1 là phách mạnh, phách 2-3 là phách nhẹ.
Về trường độ, trong bài đã sử dụng những hình nốt gì? Nốt đen, nốt trắng và nốt trắng chấm vôi. Trong bài nốt nào thấp nhất, nốt nào cao nhất? Thấp nhất là nốt đồ ở chữ cầm, nào. Cao nhất là nốt đố ở chữ chiếc, nhún. Cô mời các em luyện thanh qua mẫu câu. Cô mời các em hát ngược lại. Âm hình tiết tấu của từng câu trong bài tập đồng nhạc số 7 là nốt đen, nốt đen, nốt đen, nốt trắng, nốt đen, nốt trắng, nốt đen, nốt trắng chấm vôi. Cô mời các em nghe đàn mẫu câu 1 lần 1. Cô mời các em nghe đàn mẫu câu 1 lần 2. Các em đọc nhạc câu 1. Các em đọc lại lần nữa. Cô mời các em nghe đàn mẫu câu 2 lần 1. Lần hai. Các em đọc nhạc câu 2. Các em đọc lại lần nữa. Các em nghe cô đàn mẫu câu 1, 2. Các em đọc nhạc. Các em nghe đàn mẫu câu 3 lần 1. Các em nghe đàn mẫu câu 3 lần 2. Các em nghe đọc nhạc câu 3. Các em đọc nhạc lại lần nữa. Các em nghe đàn mẫu câu 4 lần 1. Các em nghe đàn mẫu câu 4 lần 2. Các em đọc nhạc câu 4. Các em đọc nhạc lần nữa.
nghe đàn mẫu câu 3-4. Các em đọc nhạc. Các em đọc lại lần nữa. Bây giờ chúng ta đọc hoàn chỉnh cả bài nhạc. Mời các em hát cả bài kết hợp hát nốt nhạc ở đoạn đầu và hát lời ca ở đoạn sau của bài nhạc có nhạc đệm. Số 7 và vẽ nút.